Bữa nào á mà Chung Vô Diệm á mà cắt tóc ngắn mà ma kia dê lên đổ với vị sở trời. Trời, chị thấy em muốn chị thấy lại bình thường, chị thấy đừng cắt tóc ngắn, chị thấy đừng có vô nữa. Ừ, tại vì quý vị muốn bà xấu để bà đi xuống rồi gỡ bài con ta, quý vị bán buôn bán hàng được thì chị thấy lên được chứ. Mình là chị em bạn gái phụ nữ nhau, quý vị bán hàng bán nhà bán cửa bán quần áo được trên bài của chị đánh trống thì gỡ, là tại vì quý vị là chủ của một administration, làm gì xấu hổ. Xấu hổ, người nữ thông minh này cho mấy cái thằng lên nhậu say sưa bỏ post lên thì được, nhưng mà một cái bài bị làm gì nhục nhã quá. Rồi bây giờ cái điệu phất nhớ lại một chân bay và một cái snare theo cái lý thuyết hồi nãy, thì cái đơn giản của mình cái gì mà có snare em nhịp đây, thì giờ không khó em cũng nhịp đây. Cái nhịp căn bản quý vị mà đánh dỗi tự động là hai cái chân nó đều nhau. Nhớ mỗi lần đi tắm á, uổng trời uổng trời, có nghĩa là không mặc quần áo. Sao bữa nay cái đùi của em đẹp đấy, ô có nghĩa là thầy dạy thêm cái này nữa. No, thầy không có trong phòng tắm, ý thầy nói là có đủ sức kỹ. Bữa bữa thầy nói là tôi sợ, tôi nhìn lại ủa sao một cái đùi bự không có được tiền, tại cái đùi này không chịu làm việc. Quý vị khi mà quý vị làm việc tự động mà tự động đó, một hai có nghĩa là mỗi cái gì á mà snare tự bật lên lên xuống không cần cái tay, thấy không quý vị? Khi bị làm được rồi đó, chút nữa mình apply vô. Ngày hôm nay mình chỉ học nhiêu đây thôi rồi mình apply cái rule đây. Rồi bây giờ mỗi cái gì mà có cái này thì có cái symbol. Thấy chưa? Cái này bên phải, cái này bên trái. Phải trái phải trái phải trái phải trái vậy thôi. Nó không tất cả mọi thứ đều. Quý vị nếu quý vị không tập ăn á, quý vị tự nhiên có múc lên đấy. Tại sao không đưa vô miệng? Có nghĩa là lúc đó quý vị thầy ơi thầy có cần em cầm tay vô, ủa tại sao chắc kiếp trước ác quá mỗi lần ăn sao và cái thầy tới đây luôn. Quý vị có người tội lắm, cha mẹ mình lúc về già quý vị, tại ngày xưa đánh mình á mà không có nhớ đó, tự nhiên mỗi lần ăn á má có còn còn con cầm tay thì bả cầm tới đây cái bả nghẹn ngào nói ngày xưa chắc tao đánh mày quá. Mỗi lần mày ăn cái tao đánh, thành ra nó má muốn con cầm tay, thì mình cầm tay cái người đàn bà đó mình đút vô dùng, có nghĩa là gì, mình nói thiệt nhưng mà tới lúc đó cái mai nó không cho cái tay đi tới cái chân đi tới. Quý vị bây giờ quý vị còn trẻ mà đẹp như chị Thủy có 40 tuổi nữa, trời ơi đợi đến 60 tuổi nữa, ngoại ơi ngoại sao mà lúc mà ngoại lên sóng ngoại đẹp dữ vậy đó. Tổ cha mày tao lên sóng là tại vì tao mê đó, từ lên sóng làm cái cọc kỹ gì, giờ đây tao đi ngủ rồi. Nội ơi nội, sao mà nội thời đó mà giờ này mà con mới thấy nó, trời ơi du tiếp nó giữ cho tao biết, ông thầy ông bỏ nên du tiếp nó giữ. Có nghĩa là gì, còn làm đẹp được cái việc làm đẹp, quý vị mình làm đẹp cho chính mình, cho Chúa, cho Phật, còn những cái người nào gỡ bài kệ cha nó quý vị. Rồi bây giờ nhớ bên đây là bên đây, mình áp dụng bên đây vậy. Rồi tại vì cái điều khó, tại sao nó khác với bolero cha cha. Bolero cha cha là 2-2, nó đếm theo 1-2-1-2, nhưng mà khi quân hành mình không có thể đánh như vậy được. Cái này là tập cho những người mới biết thôi, thành ra cái nhịp độ nó phải lẻ gấp 2. Còn khi mà phát nó không phải là bolero, nó phải bắt buộc nó vậy nha quý vị. Ta đưa người đi thì biết đâu. Ta như đứa tinh tinh chẳng có bao giờ tàn, có nghĩa là nhiệt độ phải vậy. Rồi bây giờ chị Thủy sẽ demo cho các em để ngày hôm nay em học lại. Những em hỏi thầy ơi trời cuốc chị Thủy mà từ số 1 em kiếm được, đố em kiếm được, nó trồng cho 1.000 video môi ra phải đánh rõ ràng là trên na thủy lê điệu phát tự động nó mới pop up cái đây, tại vì cái bài đó thực sự nó là cuốn số mấy mình không biết, thầy không có để làm bữa đó học điệu phát, nhưng mà phải coi hết 80 mấy cuốn mới dính cái điệu phát. Thì ngày hôm nay trở lại cho quý vị điệu phát, em vô hết đánh lại điệu phát nha, với thầy bên kia thầy phụ em luôn. Rồi vô thầy bên kia thầy phụ em luôn điệu phát nha, bữa nay là mình điệu phát học lại. Phát hay lắm quý vị ơi, nó là dẫn mình cũng như là điệu 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 nó dẫn mình là cái điệu trở lại điệu từ đầu. Ừ đó. Rồi bây giờ
thầy với chị phải cùng một nhịp nè quý vị. Em đánh như thầy đang chỉnh camera thì thấy hai người luôn một khối trên tập học. Chị đang đánh slow hơn trên slow fast gọi là fast cha cha. Rồi bây giờ mình tập điệu fast trước rồi mình đập slow fast rồi fast cha cha không sao, ba cái nó combine được, nhưng mà lớp học thì có vẻ thông minh hơn tại vì mình đâu có thực hành, để thực hành 5 phút cuối cùng mà đuổi tỷ số thôi, tại vì mình còn một cái chương trình mình đạp lại rồi mình sẽ đánh càng lẹ càng tốt. Có nghĩa là bên trong âm thanh là quý vị phải có sự lớn nhỏ, có bộ nội lực phân. Rồi bây giờ cái trick của cái phát, tại vì mình nói là 24 thì em nghĩ nó bao nhiêu đũa? 24 thì phải là 8 đũa. 8 đũa đúng. Nhưng mà tại sao 8 đũa dài quá, mình lấy 4 đũa trước. 4 đũa, dạ. Rồi bây giờ 2 đũa thôi. Cái gì hai cái số chẵn thì là 1 2 1 2. Hai tay thì được. Hai, một, 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 hai, một
nghĩ là cái bài toán chia làm 4, nhưng mà bên của mình professional mình lại không đánh như vậy, nó là sẽ là như vậy. Rồi bây giờ cái step này nó hơi chậm một chút xíu, nhưng nó chắc rồi mới được lên. 1, 2, 3, 4, 1 Xem. Giống cha cha y chang đó. 1, 2, 3, 4, 1 Xem. Rồi mới xem. Xem là combination của na symbol, ra symbol chân một lượt, ba cái một dược. Có nghĩa là cái bậc thứ hai là ba dụng cụ, ba bốn mồm. Giờ mình đi và em nghe dẫn tóc chậm rồi chút mình dục lên, tại mình học từ từ. Vì mình đã có cái bụp mà muốn bụp lại nó hơi khó. Ủa cái gì bụp? Tôi nói bụp ở đây chứ bụp cái gì? Bụp bụp đó. Có nghĩa là thầy chỉ còn có hai cái này. Tại cái bụp kia nó đã chắc, với lại thêm cái bay của ban nhạc thì mình lại không nghe cái chân bụp kế tiếp của mình. Có nghĩa là mình phải đang đánh, mình dừng lại bằng cái nhịp của cái bay drum. Bây giờ mình đi với một cái tốc độ lẹ chuẩn, có thể mà hào thì mới làm như nhau. Bây giờ thầy mở cho một cái bộ trống của One Man Band để mình theo. Thầy mình theo 5 phút là mình apply được cái bài mà đánh luôn cả nguyên một bài nha quý vị. Bây giờ mình phải theo cái nhịp trống này để mình đập. Tại cái bài của em là không có một á. Phải được chết là nhịp tốt.